chuyên viên tư vấn của công ty du học quốc tế Tinh Đại Dương. Thì du học Singapore hiện nay đang là điểm đến của hầu hết các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam, bởi vì du học Singapore đang có rất là nhiều ưu điểm để mà chọn lựa. Thì lý do thứ nhất đó là cái chi phí du học hợp lý, bằng cấp quốc tế, thì cái thời gian học ngắn cũng như linh hoạt sẽ giúp rất nhiều cho sinh viên Việt Nam. Thì trong cái chương trình gặp gỡ hôm nay thì có sự góp mặt của anh Kevin đến từ đại diện của trường EAC Singapore. Thì hôm nay anh Kevin sẽ cùng với Tân Đại Dương sẽ giải đáp cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế khi mà các bạn có ý định du học Singapore. Nếu mà các bạn có ý định du học Singapore thì hôm nay anh Kevin sẽ cùng với chúng ta chia sẻ để có thêm một cái sự lựa chọn cho riêng mình. Thì chào anh Kevin. Dạ. Thì anh có thể là chia sẻ với các bạn học sinh Việt Nam là về cái thế mạnh của trường EAC hiện nay là như thế nào? Trường EAC thì có một cái cơ bản khá là khác so với các trường khác là ngoài về chương trình đào tạo chính, về chất lượng đào tạo khá là tốt, được kiểm định qua Bộ Giáo dục Phổ thông về thương hiệu, cũng về thương hiệu đào tạo là về EduTrust, thì EAC là một trong 9 trường đầu tiên đạt được danh hiệu này. Và cái khác đặc biệt là trường EAC được thành lập bởi một cái nhà triệu phú trẻ, ông thành công về nhà quản lý kinh doanh. Mình thấy là trường EAC của chúng tôi cũng mạnh về nhà quản lý kinh doanh là chính. Thì trong quản lý kinh doanh thì trường ba chia làm ba cái ngành nhỏ, đó là quản lý doanh nghiệp, nhà khách sạn và tài chính ngân hàng. Riêng về chuyên ngành về khách sạn thì trường có cái đặc biệt là bên phía tập đoàn của chúng tôi là tập đoàn EAC thì có sở hữu riêng một cái khách sạn tên là Vinhotel. Thì đây là một cái cơ hội cho các bạn sinh viên. Qua cái sự giới thiệu của anh mình thì thực sự thì các bạn cũng muốn đi du học ở EAC, mà đặc biệt là cái chuyên ngành du lịch khách sạn, bởi vì theo anh mình chia sẻ thì hiện tại bên tập đoàn EAC có Vinhotel đúng không ạ, thì rất là hấp dẫn đúng không các bạn. Thì nhưng mà về vấn đề anh văn ở đây thì các bạn sinh viên Việt Nam là một cái điểm yếu, bởi vì sinh viên Việt Nam thì khó để có IELTS. Thì không biết mà khi mà sinh viên có ý định mà muốn học tại EAC thì có yêu cầu IELTS? Chương trình tiếng Anh thì nhà trường có riêng khóa tiếng Anh để dành cho các bạn sinh viên chưa có đủ điều kiện ban đầu vào. Riêng về khóa tiếng Anh thì nhà trường có 4 cấp độ dự bị, cơ bản, trung cấp và cao cấp. Các bạn sẽ được kiểm tra anh văn đầu vào để xác định trình độ của mình là thuộc cấp độ nào. Đối với những bạn mà ví dụ như là trình độ chỉ là sơ cấp thôi thì các bạn sẽ học từ sơ cấp đến cao cấp. Thì tổng thời gian hoàn tất của khóa học thì khá là ngắn, chỉ mất khoảng thời gian là 8 tháng thôi. Thì nếu mà các bạn mà chưa có IELTS thì các bạn cũng có thể dễ dàng tham gia cái chương trình học tại EAC Singapore từ sơ cấp cho tới là cao cấp. Thì về cái vấn đề ở đây là các bạn khi tốt nghiệp lớp 12 thì nhiều bạn có ý định là muốn nâng cao lên cái chương trình học cao đẳng hoặc là đại học, và sau cái chương trình đại học đó là muốn nâng cao lên thạc sĩ. Thì cái chương trình đó ở EAC như thế nào? Sau khi các bạn hoàn tất khóa tiếng Anh tại nhà trường, hoặc là những bạn nào đã có điểm IELTS Việt Nam là 5.5 sẵn, thì các bạn sẽ được vào khóa chương trình tiếp theo là cao đẳng nâng cao. Thì thời gian của khóa học cao đẳng nâng cao thì mất thời gian là 20 tháng. Hoàn tất khóa học này, các bạn sẽ được chuyển tiếp về chương trình năm cuối cử nhân là học 1 tháng, 12 tháng nữa. Thì như vậy thì năm cao đẳng nâng cao là mất 20 tháng và năm cuối cử nhân là 12 tháng, thì tổng cộng là 32 tháng, tức là khoảng 2 năm rưỡi là các bạn đã nhận được bằng đại học tại Singapore. Nếu các bạn nào vẫn muốn tiếp tục học tiếp lên thạc sĩ thì các bạn sẽ tốn thêm thời gian là 1 năm rưỡi nữa. Thì nếu mà các bạn muốn nâng cao về lĩnh vực là về cái chuyên ngành MBA thạc sĩ tại Singapore thì các bạn cũng có thể học tại EAC, đào tạo cũng là về nhiều chuyên ngành đúng không anh? Thì các bạn sẽ có nhiều cái sự lựa chọn ở chương trình thạc sĩ. Thì không biết là ở các bạn Việt Nam thì thường chọn cái chuyên ngành nào nhiều nhất tại EAC thưa anh Bình? Về chuyên ngành thì theo mình thấy thì đa số các bạn khi chọn học ở EAC thì các bạn sẽ chọn về học một quản lý kinh doanh, sau đó thì tới du lịch khách sạn và tới tài chính ngân hàng. Thì cảm ơn cái sự chia sẻ của anh Bình hôm nay thì giúp cho chúng ta có cái một cái sự lựa chọn cho bản thân mình ở cái hướng đi là du học tại Singapore. Thì để chi tiết hơn, các bạn hãy liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của EAC Singapore tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương, hoặc là truy cập vào website tindaiduong.edu.vn để tham khảo chi tiết về học phí cũng như những cái chương trình mới nhất tại EAC Singapore. Xin cảm ơn.